như đã nói là cái xu hướng petit và các cái tình huống petit là đang được khai thác ngày một đa dạng và trong đề thi thử của những trường mà có tiếng ấy, thì kiểu gì cũng phải có anh này và trong các cái khóa học trong các đề thi mà thầy không có câu petit thì nghe các các bạn có vẻ là khó chịu đấy nên là cũng đành phải chiều lòng các bạn nên là đề nào cũng phải có petit thậm chí là độ khó của nó càng tăng lên nhưng thầy cũng phải lưu ý rằng giống như cái tâm sự gần đây của thầy trên facebook đấy Tôi có nói là khi mà đề thi thử càng khó lên, khi mà càng nhiều người chế ra càng nhiều câu khó, nhiều kỹ thuật giải toán khó thì cũng có nghĩa là đề thi thật chúng ta cũng sẽ tăng độ khó lên. chuyện đấy đang diễn ra rất là rõ ràng qua từng năm, từng năm một và chắc chắn là năm sau khó hơn năm trước, năm sau lạ hơn năm trước và có nghĩa là các bạn phải phải thích nghi. Nếu mà nhìn vào cái đề thi của chúng ta ấy, thì người nước ngoài người ta sẽ đánh giá là học sinh Việt Nam chắc là thông minh lắm. Vì sao? Vì độ khó của đề ấy, tăng lên theo cấp số nhân Điều này chứng tỏ là cái, cái trình độ của chúng ta là tăng lên cấp số nhân đúng không? Nhưng rất tiếc nó chỉ là trình độ giải toán Và Chủ yếu là trình độ giải toán theo Mẫu có sẵn Số bạn mà thực tế là có thể tự giải được Bằng cách là suy luận hoặc là phát triển Một cách tự nhiên ý, Thì không nhiều Thực ra nó cũng có lỗi của chính cái đề của chúng ta Vì cái đề của chúng ta và cái cách học Và luyện thi của chúng ta hiện nay là theo mẫu Và chính là cái đề nó đang theo mẫu Thế nên là nó không cho chúng ta cái đất là để phát triển cái trí thông minh Cho nên là các bạn cũng nói thật là cũng là những người mang, gọi mang tính chất là nạn nhân thôi Và các thầy cô thì bây giờ cũng là nạn nhân nốt để tóm lại là đi theo một cái guồng Thầy cũng không thích cái việc là toán học khóa các bài toán Tuy nhiên vì xu hướng chung của nó là như thế Không thể không thể không theo được Không theo thì mình bị thua đúng không ạ Mình sẽ đi ra ngoài cái vòng xoáy đấy Tất nhiên là còn một con đường nữa Tức là mình có thể học các cái trường đại học quốc tế Hoặc là du học Thì nó không bị cuốn theo cái chuyện này Tuy nhiên là trong cái điều kiện của hầu hết mọi người Thì bắt buộc là phải theo Và thầy thì cũng vậy Thế nên là dù không thích Chúng ta vẫn nói về những anh này Hy vọng đến một lúc nào đấy Thầy sẽ không phải giải những cái bài tập kiểu như này nữa Những bài tập mà phần toán nó nhiều Phần hóa nó ít Và thầy nói thẳng là pet ít thì ít hóa lắm Nó liên quan đến sinh nhiều hơn Và bây giờ nó đang liên quan đến toán là nhiều nhất Hóa ít nhất nhưng mà chúng ta cũng cùng làm nhé à, tình huống này thì thầy sẽ giải quyết cho các bạn bằng hai cái lời giải mặc dù là có rất nhiều cách giải khác nhau nhiều phương pháp khác nhau nhưng theo thầy là nên xử lý bằng một trong hai tình huống sau tình huống thứ nhất chúng ta sẽ nói là sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa để giải quyết như đã nói là cái phạm vi áp dụng của chúng ta là trong một cái hỗn hợp uh, peptide mà cấu thành từ glyala valin không biết độ dài hay là không biết chính xác thành phần đúng không ạ không biết chính xác thành phần của nó là petit là cấu thành cụ thể là thành phần của mỗi peptide là như thế nào chỉ có giỏi lắm là mình biết là uh, các cái alpha amino acid tạo ra nó là một rồi các cái các cái uh, độ dài của từng mạch peptide là hai cùng lắm mình thấy thậm chí không cần nói cũng được và cái thứ hai là số mon của các alpha amino acid cấu thành như nó mình không biết chính xác chưa biết chính xác thì lại xử lý theo kiểu khác được đúng không ạ thì chúng ta có thể quy đổi hỗn hợp đấy thành thành ba hợp phần thôi luôn luôn có thể như thế đó là gốc glycine xmon mon, uh, nhóm metilen Y và nước là Z -mon. Trong đó nước là số mon của hỗn hợp peptide và số mon gly cho biết số mon gốc gly cho biết tổng số mon gốc alpha amino acid. Nếu cần thì số mon của nhóm metilen chính bằng số mon alanin nếu có cộng với 3 lần số mon vali, đúng không? Thế thì với hỗn hợp này, thầy đang nói đến cách làm thứ nhất là đồng đẳng hóa. Và đây là lời giải mà đấy là hợp lý hơn cả. Mặc dù có thể có những lời giải ngắn hơn, nhưng nó đấy là khai thác cái điểm yếu của đề bài. Còn trong một cái bài toán mà nó ra đủ mạnh thì chúng ta sẽ không thể sử dụng các cái thủ thuật được. Thế thì với đồng đẳng hóa, chúng ta sẽ coi hỗn hợp X là anh nào? X gồm có ba hợp phần. Thứ nhất là gốc glycine C2H3 O N thứ hai là nhóm methylen và thứ ba là anh nước đúng chưa ạ à, trong đó thì số mol của từng anh như sau à, chúng ta có anh CH3 chúng ta đặt là x mol anh nước à, anh CH2 chúng ta đặt là y mol và anh nước chúng ta đặt là z mol bạn có thể đổi lại vị trí số mol cũng được vấn đề là thế này khi đốt cháy hoàn toàn m gam x và tất nhiên ở đây nó có cái điều kiện ràng buộc chúng ta là nó được cấu thành từ ly ala vali yên tâm rồi Đốt cháy hoàn toàn m gam x và m gam chính là chúng ta cần tìm. Vậy chúng ta phải tìm được x y z, tìm được x y z thì tìm được m. Đốt cháy hoàn toàn m gam x rồi cho sản phẩm cháy. Sản phẩm cháy của chúng ta sẽ gồm có ba hợp phần là nitơ là CO2 và nước. Đúng không ạ? Ba hợp phần này bây giờ thì đầu tiên người ta mới cho vào hấp thụ vào trong một bình chứa bari hucid anh beo h hai lần nha yeah. anh beo h hai lần này mình có số mol 140 ml 1 m tức là anh này là 0,14 mol thì người ta thấy rằng là sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn có 840 ml một khí duy nhất chuyện này cũng quen thuộc thôi vì thông thường thì CO2 và nước sẽ bị hấp thụ hết nước thì bị ngưng tụ và CO2 thì phản ứng và hiếm có cái chuyện và gần như chúng ta chưa bao giờ gặp cái tình huống là CO2 dẫn vào dung dịch kiềm mà lại thoát ra, đúng không? Và cái khí người ta cho ra ở đây phổ biến vẫn là nitơ. Nitơ thoát ra. Đi kèm với đấy thì uh, chúng ta sẽ có cái độ thay đổi khối lượng của dung dịch. Và delta m dung dịch là tăng. Đấy. Còn khí nitơ thoát ra chúng ta đo được thể tích là 810 840 ml đòi được điều kiện tiêu chuẩn thì ứng với 0,84 lít tức là 0,0375 mol. À, với 0,0375 mol nitơ thì chúng ta bảo toàn được nitơ và chúng ta tìm được số mol của của gốc alpha amino acid ban đầu. Vì toàn bộ nitơ mà cháy chỉ từ các gốc alpha amino acid mà ra nhờ đó chúng ta tìm được x theo đó x sẽ bằng là 0,075 là thông tin thứ nhất chúng ta đã tìm như vậy chỉ còn lại y và z là mình phải tìm nốt đúng không ạ để tìm được y và z chúng ta phải bám vào cái thông tin về khối lượng dung dịch tăng nhớ nhé người ta có hai cách mô tả hoặc là khối lượng dung dịch hoặc khối lượng bình khối lượng bình thì lúc nào cũng tăng và nếu bạn hiểu ở đây là khối lượng bình thì nó sẽ hoàn toàn khác về bản chất ở đây người ta nói là khối lượng dung dịch tăng à, thế thì ở đây chúng ta hình dung rằng khi mà hấp thụ nước vào ấy, thì nước dĩ nhiên là nó sẽ làm cho khối lượng bình tăng khối lượng dung dịch tăng nhưng anh CO2 thì còn tùy vì nó có thể sinh ra kết tủa mà nếu chỉ sinh ra kết tủa thôi thì khối lượng của bình luôn giảm thế mà ở đây khối lượng bình lại tăng xin lỗi khối lượng dung dịch luôn giảm thế mà ở đây khối lượng dung dịch lại tăng thì nếu các bạn còn nhớ cái bài toán oxit axit tác dụng kiềm và nhiều cái bài toán đốt cháy hữu cơ thì nó nói khi mà khối lượng dung dịch tăng thì phải có muối tan tạo thành nếu chỉ có kết tủa thôi thì nó giảm bạn có thể chứng minh một toán học nhé yeah. như vậy khối lượng dung dịch tăng khi và chỉ khi khi và chỉ khi là nó có đã có có BaCO3 xuất hiện và bahco 3 lần. Tóm lại là khối lượng dung dịch tăng khi về khi đã có bhco 3 lần. Được chưa? À, tất nhiên ở đây nó có cái vấn đề rắc rối ở chỗ là cái số mol của anh BACO3 và anh BAHCO3 2 lần nó bằng bao nhiêu. Thì chúng ta cũng phải hình dung là thế này. Nhìn nhé Số mol anh này bằng 0.075 thì số mol CO2 đã lớn hơn hoặc bằng Riêng chỗ này số mol CO2 có phải bằng 0,15 không? bạn thấy không nhỉ? Nên số mol CO2 phải lớn hơn 0.15. Nên cái chuyện mà chỉ sinh ra kết tủa và không có bari hydroxit là là không đúng. Chắc chắn là có bari hydroxit. Phải không ạ? Vì với với 0.14 mol CO2 thì kết tủa là tối đa. Lớn hơn 0.14 thì bắt đầu kết tủa bị hòa tan. Đúng là có bị hòa tan. À, rắc rối ở chỗ là số mol của hai thằng này bằng bao nhiêu? Thì chúng ta thấy rằng là vì nó đã sinh ra muối hydrocarbonate và cũng có thể là không có muối kết tủa tạo thành tuy nhiên là vì nó hấp thụ hết nên không có chuyện CO2 thoát ra vậy thì cứ giả sử rằng nó sinh ra cả hai muối và mình giải quyết trên góc độ của cái bài toán oxit axit tác dụng kiểm tính được ngay thành phần của hai muối theo đó chúng ta có thể tính nhanh số mol của carbonat chính bằng tổng số mol OH trừ trừ đi số mol CO2 đúng không lưu ý số mol CO2 trong tình huống này chúng ta tính được không nhỉ tính được Số mol CO2 sẽ bằng bảo toàn carbon. Ở đây chúng ta có hai carbon, ở đây chúng ta có một carbon. Thì số mol CO2 sẽ bằng là 0.075 x 2 là 0.15 cộng với y. Anh CO2 sẽ bằng là 0.15 cộng y mol. Thì viết như thế các bạn hiểu chưa ạ? Đúng không ạ? Chính là tổng lượng carbon ban đầu chuyển hết thành CO2. Thế thì lấy OH trừ trừ đi CO2 thì ra được carbonate. OH trừ là 0,28 Trừ đi 0,15 và y thì còn lại là 0,13 trừ y mol phải không? 0,28 trừ đi 0,15, 0,13 trừ y Và anh Barry Hirokonat nếu các bạn muốn tính, tính được Nhưng nó không phải là đối tượng chúng ta quan tâm Vì cái độ thay đổi khối lượng của dung dịch Chỉ liên quan đến CO2, liên quan đến nước Và liên quan đến kết tuổi Mà kết tuổi mình tìm được rồi Thằng này muốn tìm, tìm bạn tìm được không nhỉ? dùng bảo toàn Barry 0,14 trừ đi cái này sẽ bằng y cộng 0 một Nếu bạn thích, được chưa? Kệ nó. Cái chúng ta cần quan tâm là nước là bao nhiêu thôi. Thì chúng ta bảo toàn Hiro theo đó sẽ có y mol nước sinh ra từ anh này, z mol nước sinh ra từ anh này và nước sinh ra từ anh này nữa. Đây, những đối tượng mà sinh ra nước là từ Hiro này, Hiro này, Hiro này. Thì ở đây mình có là y cộng z cộng với bao nhiêu nữa? Cộng với 0.075 nhân 3 chia 2. À, 0.075 nhân 3 chia 2. Con số các bạn tính ra sẽ bằng là 0.1125 Kiểm tra lại con số một chút Nó sẽ bằng là 0.1125 Đồng ý 0.1125 Được chưa? Như vậy mình đã có đủ các hợp phần Để tính toán cái bài toán Delta M dung dịch Vì chúng ta đã có kết tủa Chúng ta đã có CO2 Và chúng ta cũng đã có nước Thế thì Độ thay đổi khối lượng của dung dịch sẽ bằng bao nhiêu? À, delta M dung dịch tăng. Delta M dung dịch tăng sẽ bằng là khối lượng của CO2 và nước hấp thụ vào trừ đi lượng kết tủa. CO2 của chúng ta sẽ bằng là 44 nhân với 0,15 cộng y. Nước của chúng ta sẽ là 18 nhân 0,1125 cộng y cộng z. Đúng không? Đây là độ tăng khối lượng của bình. Vì cái tủ nếu tách ra thì vẫn nằm đấy. Và một số bạn cho rằng là cái này chính là uh, bao nhiêu ấy nhỉ? Uh, để đề bài nói là bằng uh, 10 uh, 11,865 nhưng không phải. Vì nó còn có cái tủ tách ra. Còn nó có bằng không hay không mình chưa biết. Cứ phải trừ đi. Phải trừ tiếp lượng cái tủ là 197 nhân với 0,13 trừ y Và theo đề bài nói Thì nó bằng là 11 11,865 Đúng chưa? Rút gọn phương trình này chúng ta sẽ có suy ra Các bạn có thể rút gọn phương trình Và chúng ta sẽ có anh này là 44y này Anh này là 18y Nó là 62y này 62 cộng với 197 Là 259y này 200 59 y cộng với anh này là 18z này và chỉ có nó thôi, 18z. Thì phần còn lại là số đã biết mình chuyển sang bế phải. Theo đó, lấy 11,865 cộng với 197 x 0,13 trừ đi 18 x 0,125 trừ tiếp cho 44 x 0,15. Con số các bạn còn lại là bao nhiêu? Theo như thầy tính con số còn lại của chúng ta là um, 28,85. 28,85 Đúng chưa? Vấn đề là Đến đây nhiều bạn bí Bí vì sao? Bí vì phương trình bậc nhất hai ẩn Mà có mỗi một phương trình thôi Đấy, thế nên là nhiều bạn bảo câu này là câu khó nhất đề Khó nhất cái đề chuyên đại học Vinh Tuy nhiên theo thầy Không phải câu khó nhất đâu Vì thực tế là rất nhiều bạn làm được Và thực tế hiện nay đến thời điểm này Nhiều bạn là không hỏi câu này đâu Vì các bạn làm được rồi mà các bạn hỏi câu khác câu lý thuyết đúng không đấy mới là cái vấn đề và thực tế nhắc lại là những câu mà có bản chất hóa cũng là những câu khó nhất trong đề không phải là những câu tính toán mà phải là những câu biện luận biện luận cấu tạo biện luận cái gì đó liên quan đến các cái công thức cấu tạo của chất hữu cơ thì mới là cái khó vì đáp án của nó không phải là một số cố định đấy. còn đoạn này các bạn không làm được là thực ra là do cái khả năng toán học các bạn yếu một chút và cái này là liên quan đến kỹ thuật toán học chứ không phải là hóa học đúng không quy đổi này toán và đoạn xử lý cái này cũng toán nên này nói đùa là nhiều lúc không biết là mình dạy toán hay dạy hóa đấy cỡ khoảng 2 năm gần đây là nghe có vẻ là dạy hóa như dạy toán nhiều hơn là dạy hóa vì những cái câu mà gọi là khó trong đề nó lại liên quan đến toán nhiều quá đây là cái điều rất là đáng tiếc và nó đang làm cho chúng ta đi lệch hướng Chúng ta có thể giải một cái bài đề thi với 10 điểm Nhưng kiến thức hóa lại không không đáng kể Nghe có vẻ khó tin nhưng thực tế đang diễn ra Tuy nhiên là vì cái guồng máy của nó vẫn đang vận hành theo cái xu thế đấy Thế nên chúng ta phải theo Và thấy bắt, buộc phải theo Thế thì Sau khi đã có cái này rồi Đúng không? Sau khi đã có cái này rồi 28,85 28, chính xác rồi đúng không ạ? Thì chúng ta phải quay lại đề bài Các bạn đọc lại đề bài Đề bài nói gì nhỉ? Hôn hợp ích của chúng ta là có ba thằng vectit và mình đã quy đổi về cái này rồi nhưng nó có ràng buộc đó là đó là cái 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 cái, cái, cái bọn peptide này ấy, là có một anh là tripeptide Một anh là tetrapeptide và một anh là pentapeptide và người ta nhớ là thế này này là số mol nước ấy số mol nước thì bằng số mol hỗn hợp peptide tức là anh anh z của chúng ta còn còn uh, số mol x tức là số mol alpha amino acid nó chính là số mol của mắt xích Vậy thì N trung bình là độ dài trung bình của mạch peptide Nó sẽ bằng là số mol gốc glycine chia số mon nước Phải không? Và từ đó chúng ta có để hình dung là số mon nước sẽ bằng số mol của bọn alpha amino acid gốc alpha amino acid glycine này chia cho độ dài của mạch peptide đúng chưa và và khi chúng ta đã biết được số mol của anh gốc alpha amino acid này rồi cũng như chúng ta biết độ dài của mạch quét ít rồi Thì chúng ta có tìm được số mol nước Nếu nó có cùng độ dài Thì ra Còn nếu nó có một khoảng Thì mình tìm được khoảng giá trị Đấy là cách chúng ta xử lý cái phương trình bậc nhất này Vì à, Chúng ta nói tiếp nhé Vì thế này Vì 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 là N Nhỏ hơn 5 và lớn hơn 3 Thầy đang nói đến n trung bình. Vì Tuy sao? Vì trong mạch đấy có cả thằng tripeptide, thằng tetrapetit, thằng pentapeptide thì độ dài trung bình của nó phải lớn hơn 3 và nhỏ hơn 5, dấu bằng không xảy ra. Đúng không? Và từ đó chúng ta rút ra được cái gì? n trung bình này là như thế. Thì điều này có nghĩa là n trung bình sẽ bằng sẽ bằng là số mol của gốc uh, Glycine 0 0,075. 0,075 Chia cho số mol của anh nước Chính là số mol hỗn hợp peptit Chia cho Z Phải làm sao? Phải lớn hơn 3 Phải bé hơn 5 Đúng quá rồi Dẫn đến dẫn đến Là Z Sẽ phải bé hơn Và lớn hơn Z sẽ phải bé hơn bao nhiêu? À, Z sẽ phải bé hơn 0,075 chia cho 3 Z sẽ bé hơn 0,025 và z phải lớn hơn bao nhiêu? Z sẽ phải lớn hơn là 0.075 chia cho 5, tức là 0.015. Câu này là câu khá đặc biệt. Mình không thể tính ra chính xác m mà mình tìm được khoảng giá trị của m. Và chúng ta hy vọng là chỉ có một trong bốn đáp án nó nằm ở trong cái khoảng đấy. Đúng thế. Bài này sẽ là như vậy. Và điều này lại càng chứng minh rằng bài này là một bài nặng về toán, không về hóa nhé. Yeah. thế thì với Z mà bằng 0.025 và 0.015 thì bây giờ chúng ta nghĩ đến chuyện gì? Xét hai trường hợp Z hạn Thì chúng ta tìm xem là m nằm trong khoảng nào. Với Z 0.015. Xin lỗi, với Z bằng với hoặc đúng không? Z bằng 0.025. Thì thế vào cái phương trình mà chúng ta đang gọi là phương trình sau này này. Thì chúng ta tìm được tìm được y với Z bằng 0,025 chúng ta tìm được một Y Và với Z bằng 0,015 Chúng ta tìm được một Y thứ hai Đúng không? Và với hai cặp YZ đã tìm Chúng ta sẽ tìm được M tương ứng Với Z bằng 0,025 Thì Y sẽ bằng 28,4 Chia cho 259 Còn với Z mà bằng 0,015 thì y sẽ bằng là hai mươi tám năm mươi tám chia cho hai trăm năm mươi chín số hơi xấu kệ nó được chưa với lưu ý với với cái đích cuối cùng chúng ta cần tìm ấy là anh m m thì bằng cái gì m thì bằng khối lượng của ba anh này cộng lại à, anh này là hai tư hai bảy anh này 24 với 16 40 này, 40 là 54 57. M sẽ bằng là 57 nhân với 0,075 là tổng khối lượng của gốc glycine cộng với khối lượng của nhóm methylen là 14 y và khối lượng của nước là 18 z cộng với 14 y cộng với 18 z thì thay số với y và z trong hai trường hợp giới hạn để tìm được thì mình sẽ tìm được m nằm trong khoảng nào à, tình huống thứ nhất này thay số và các bạn sẽ tìm được m bằng và tình huống thứ hai này các bạn sẽ tìm được m bằng có thể lấy đến vài chữ số sau dấu phẩy đúng không à, theo đó nếu như là nghiệm thứ nhất khi z bằng 0,025 thì m sẽ bằng là 6,26 vân vân gì đấy 01 vân vân đúng không à, với tình huống thứ hai với z bằng 0,015 Giờ tính ra m sẽ bằng là 6,08 98. Vân vân gì đó. Thế thì đây là hai giới hạn. Đây là hai giới hạn. Vậy thì m thực của chúng ta sẽ phải làm sao? M thực của chúng ta phải nằm kẹp giữa cái này. M của chúng ta phải nhỏ hơn và lớn hơn cái này. Mà trong bốn đáp án của chúng ta ấy thì chỉ có phương án B là gần nhất với nó. Đúng chưa? dù m nằm trong bất cứ giá trị nào trong khoảng này thì nó cũng đều gần với 6,26 hơn cả vì với cái anh kế tiếp là 7,25 7,26 hay 8,25 đều rất là xa và với việc xây dựng bốn đáp án này thực ra tuy nó thô nhưng mục tiêu người ta cũng có thứ nhất là để các bạn phân tích số liệu và nhiều người sẽ chọn là a hoặc là d vì d thì giống c còn a thì giống b kiểu như thế và các bạn sẽ cho rằng là a với d thì nó nằm ở trung gian có vẻ đúng hơn Tuy nhiên là không có quy luật chung về đáp án, thế nên là có thể có bạn bị đánh lừa. Còn bạn nào mà giải quyết được bài toán thì mới xử lý được cái câu hỏi này, đúng không ạ? Và tóm lại đáp án cuối cùng của chúng ta là là B. À, tuy nhiên, lời giải này nó có cái hay. Hay là gì ạ? Là chúng ta đã sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa để giải quyết và mọi cái bài tập kiểu như này đều giải quyết được. À, tuy nhiên là có một số bạn thấy rằng là nó hơi dài. Đúng không? Tại sao? À, tại vì có thể giải ngắn hơn tuy nhiên là cái lời giải ngắn hơn ấy tuy rằng nó có thể hiện cái sự thông minh của các bạn và thầy cũng đồng ý là có một số bạn có ý kiến rằng là đề nên ra thế này cũng không, không nên để bốn đáp án nó chặt chẽ quá nó nên để ra một cái cửa nào đó để cho các bạn phát triển trí thông minh cũng đồng ý cũng được nhưng thực ra mình có thể xây dựng cái khả năng thông minh qua nhiều kiểu khác nhau chứ không chỉ nhất thiết qua cái kiểu số liệu này tuy nhiên là cũng để hình dung là đề thi thật của nó sẽ để cho các bạn một cái cửa nhất định nào đấy vì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng không nhất thiết cứ phải uh, cứng nhắc là sử dụng kỹ thuật này. Tuy nhiên là các bạn nên biết để chúng ta giải quyết được một cách trọn vẹn trước khi chúng ta sử dụng thủ thuật và tùy cơ ứng biến nhưng mà cái cách làm hiệu quả xử lý cho các cái bài toán tương đương đặc biệt là trong khi mà đáp án nó xây dựng khéo hơn thì chúng ta phải biết đúng không? Và đây là cách làm hợp lý nhất, thầy thấy ưng ý nhất. Tuy nhiên ngoài ra thì còn có lời giải ngắn hơn và bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp cái lời giải ngắn đấy, thậm chí rất ngắn và cũng là lời giải ngắn nhất, coi là hay nhất trong tình huống này. Tất nhiên trên cơ sở của bộ bốn đáp án này. À, lời giải thứ hai này thì sử dụng kỹ thuật cơ bản là kỹ thuật quy đổi về dipeptide và nó tập trung khai thác cái điểm yếu của đáp án. Vì chúng ta thấy rằng là các đáp án được xây dựng với giá trị khá là xa nhau, trừ anh A và anh D là có thể gần nhau, còn anh B và anh C là cách khá xa. Nếu đáp án rơi vào A hoặc D Thì đề bài này sẽ khá là chặt chẽ Và nó khó Còn nếu đáp án rơi vào B hoặc C Thì việc chặn khoảng Rồi xét một số cái thủ thuật Chúng ta có thể đánh giá được đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đánh giá Trên cơ sở quy đổi về dipeptide Mà cơ sở của nó là gì nhỉ Là anh XN XN Có thể quy đổi về Anh X2 Xn là npeptit và x2 là dpeptit với quan hệ ở đây là cứ 2xn chuyển được thành nx 2 Trong quá trình này thì chúng ta phải thêm nước để thủy phân à, vì số liên kết peptit sẽ bị giảm đi do đó bị thủy phân. Thủy phân ở đây sẽ cần nước và cái lượng nước chúng ta đã thêm vào là bao nhiêu đấy? Lượng nước chúng ta thêm vào là đúng bằng chênh lệch độ dài n trừ 2 nước điều này giúp chúng ta rút ra nhận xét đó là à, khối lượng của anh peptide của chúng ta ấy sẽ nhỏ hơn khối lượng của anh dipeptide đúng không? suy ra là m của chúng ta nếu chúng ta giả sử đây là anh xn trung bình trong đề bài đang nói thì khối lượng của anh m mà chúng ta đang nói đến sẽ phải bằng khối lượng của dipeptide Đúng không? Trừ đi Khối lượng của nước Và điều này dẫn đến là M Sẽ phải nhỏ hơn Tổng khối lượng Của các đi Petit. Đấy, khai thác cái Cái đoạn số liệu này Tất nhiên là như đã nói Là không phải bài nào cũng giải quyết được nhé Nhưng bài này thì giải quyết được Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi Quy đổi cái Petit ban đầu Chúng ta có anh XN trung bình bây giờ chính là anh X2. Mà anh X2 của chúng ta ấy thì nó có dạng là C alpha H2 alpha O3 N2. Đúng không? Hay chúng ta có thể coi alpha này chính là gì nhỉ? Anh này chính là C C gì ạ? C 2N trung bình H 4N trung bình Với N trung bình là độ dài trung bình của mạch PETIT Và N này nằm trong khoảng từ 3 đến 5 Không có đâu bằng à. Thì có một điểm đặc biệt Đó là khi đưa về petit ấy, thì số mol nitơ chính bằng số mol petit đi petit. À, thế thì số mol nitơ mà chúng ta phân tích lúc nãy là 840 ml ứng với 0,037 mol. Và như vậy, cái khối lượng của phần nitơ và oxy mình biết bây giờ mình chỉ cần tính nốt khối lượng của carbon và hydro là xong nhưng khi quy đổi về dipeptide thì nó có một cái thuận lợi là lượng carbon và hydro trong dipeptide nó có quan hệ là một hai tức là số mol co 2 đốt cháy từ dipeptide và số mol nước đốt cháy từ dipeptide là bằng nhau khi chúng ta chưa tính cái lượng nước cần thêm vào đúng dạ. chưa vậy thì vậy thì chúng ta lại có một cái vấn đề là thế này vì là cái số mol CO2 chúng ta hấp thu vào trong dung dịch kiềm Và nó bị hấp thu hoàn toàn Đúng không? Thế nên chúng ta có số mol CO2 Nhận xét Nhận xét Là vì CO2 bị hấp thu hoàn toàn Thực ra thì mình tính được là oxit không dư Do đã chứng minh được giống như lúc nãy Là số mol CO2 phải lớn hơn 0,15 mol nhưng để nó bị hấp thu hoàn toàn Thì số mol CO2 không được phép vượt quá Số mol OH trừ à, Như vậy Số mol CO2 của chúng ta Sẽ phải nhỏ hơn bao nhiêu Nhỏ hơn hoặc bằng 0,28 mol Vì chúng ta có 0,14 mol OH 0,14 mol bariocid ứng với 0,28 mol OH trừ và đây là chính là chặn khoảng chặn đầu trên Nhớ nhé, một số bạn dùng chặn khoảng lại bỏ dấu bằng nên là không đúng. Ở đây có dấu bằng. Vì vì nó không cần vượt quá là được, nó vẫn có thể bằng được, không vấn đề gì cả. Được chưa? Và cái câu chuyện nó có sinh ra cả hai muối hay không không quan trọng. Nếu nó đúng bằng không phải 28 thì chỉ có muối hydro Nhưng nếu nó nhỏ hơn không phải 28 thì sẽ có cả hai. Vì chúng ta đã chứng minh là nó lớn hơn không phải 15 rồi. Được chưa? Thì uh, chúng ta sẽ rút ra được là uh, như vậy thì số mol CO2 nhỏ hơn không nhỏ hơn bằng 0,28 thì dẫn đến là khối lượng M của chúng ta ấy. khối lượng dipeptide của chúng ta dipeptide của chúng ta ấy. nó sẽ làm sao đạt giá trị cực đại mắc của anh này mắc của anh này đạt được khi nào khi CO2 là lớn nhất vì lượng N2 và O3 là cố định đúng không khối lượng của dipeptide sẽ đạt cực đại khi mà số mol CO2 là cực đại khi đó khối lượng carbon và hydro cũng là cực đại à, khi và chỉ khi là số mol CO2 bằng 0,8 thì nó sẽ bằng là 0,28 là số mol CO2 nhân với số mol CO2 lúc đấy là 0,28 thì nhân với carbon là 12 đúng không? Và chúng ta thấy rằng số mol nguyên tử hiro thì gấp đôi số mol carbon nên sẽ có tương ứng là 2 hiro là 2. Đây là khối lượng của carbon và hiro trong divertis đạt cực đại cộng với khối lượng của cái phần nitro oxy đã cố định là 0,0375 nhân với bao nhiêu? Nhân với anh oxy là 1648 cộng với anh nitơ 28 nữa là bằng 76. Giá trị này đạt cực đại bằng bao nhiêu các bạn tính ra được không ạ? À, chúng ta tính ra con số ra bằng bao nhiêu nhỉ? À, 0,28 nhân với 14, đây 0,28 nhân 14 cộng với 0,0375 nhân với 76. Giá trị cực đại là bằng 6,77 gam. Với giá trị bằng 6,77 gram mà chúng ta đã có là m nhỏ nhỏ khối lượng dipet thì suy ra suy ra suy ra là m chúng ta phải nhỏ hơn 6,77. Đúng không? m phải nhỏ hơn 6,77. Mà chúng ta phân tích các số liệu. nằm trung gian giữa 6,26 cho đến 7,25 ấy thì số liệu của nó phải là 6,76 đúng không? Thế thì với m nhỏ hơn 6,77 thì nó không thể gần các anh 8,25 được. Cũng như là hai anh này được. Đúng không? Thực ra thì đoạn này chúng ta vẫn đang còn hơi 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 khiên cỡ một chút vì uh, giữa 6,26 và 6,7 ấy thì trung bình cộng của nó sẽ bằng bao nhiêu? Cộng với 0,495 nữa thì nó sẽ ra là 6, bảy. bạn tính giúp được không nhỉ? 6,7 năm đúng không? 6,755 thì anh bảy này nhiều khi cũng chưa thuyết phục lắm đâu. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng thêm cái số mol nước. Đúng không ạ? Với cái lượng nước chúng ta có thể chứng minh được là nó nằm trong khoảng bao nhiêu đây? Với n trung bình nằm trong khoảng từ 3 cho đến 5 thì chúng ta tìm được số mol nước tương ứng tương ứng từ Davies mà ra. Và trừ đi một cái lượng đấy Tối thiểu đi Ví dụ như là lượng nước mà tối thiểu phải trừ đi Ứng với N trung bình bằng 3 3 chứ 2 là 1 1 đúng không? Và anh này là 3 Thì anh này là 0.0375 Chia cho 3 là 0.0125 0.0125 nhân với 18 là bao nhiêu nhỉ? À, chúng ta lấy 6.77 Trừ đi 0.0125 nhân với 18 Thì chính xác là M sẽ nhỏ hơn 5 M sẽ nhỏ hơn, chính xác hơn ấy. Cái những bạn giải theo lời giải này là chưa tính đến cái đoạn là giá trị gần nhất và đang nhìn theo kiểu là M thì chưa đúng. Mà thực ra là nếu trừ đi nước với tình huống là N trung bình nhỏ nhất để cho số mol nước là nhỏ nhất. đúng không? Nếu N bằng 5 thì anh này sẽ là 3/5, nó là 0,6. Nếu N bằng 3 thì anh này là 1 phần 3 Nó nhỏ nhất Ứng với N trung bình bằng 3 Với N trung bình bằng 3 thì dẫn đến là M sẽ phải nhỏ hơn như thầy vừa tính ra là 6,545. Đấy. Nếu mà ra được đến đây thì rõ ràng là yên tâm. Vì M tối đa nó cũng không được bằng 6,545 mà 6,545 với 6,26 thì độ lệch của nó chỉ là 0,3 đấy. Ít hơn 0,3. Còn đến tận 7,25 thì nó phải là 0, không phải mấy nhỉ, không phải 7. Đấy. Nhớ nhé. Những ai làm ra 6,7 kết luận đáp án là 6,6 là thực ra là biết đáp án rồi. Mới rút ra điều đấy. Và thực ra cũng biết đáp án rồi thì mới nghĩ được cái chuyện này. Tuy nhiên, nó chưa chặt. Chưa chặt. Vì các bạn đang nghĩ theo giá trị của M là thì là 6,77. Nhưng giá trị của M gần nhất là thì hình như 6,77 gần với 7,25 đấy. Tính nhá. À, 7,25 với 6,77 nó là 0,23, 0,48. Trong khi đó 6,77 cho đến 6,26 nó là bao nhiêu? Nó là 0,51. Vô lý. nên một kết luận là là sáu về được là chưa hợp lý. Được chưa Đấy, lời giải thứ hai này cần phải hoàn thiện thêm một bước, ở chỗ là phải trừ tiếp lượng nước. Đấy là cái lỗ hổng của một số bạn là chưa chặt. Mặc dù may mắn cuối cùng lại đúng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái sự may mắn này không phải lúc nào cũng đến đâu. Thế nên chúng ta phải hiểu đúng phương pháp và vận dụng cho đúng trường hợp. Trong trường hợp này vì số liệu nó xây dựng nó thô như thế nên có thể làm được. Bây giờ ừ. nếu thầy sửa các số lại thành thế nào? À, thầy sửa đi nhá. Thay vì là 6,26 này à, thì chúng ta lại còn có những anh mà nó xa hơn một tí đi. Vì lúc nãy mình tìm được m nằm trong khoảng từ sáu cho đến 6,0 không mấy nhỉ? Thì sao lại số một chút. Nếu mà thầy sửa lại số. Vì chúng ta tìm được m nằm trong khoảng từ 6,09 cho đến 6,26. À, thế thì thầy có thể cộng cho cái biên độ của nó gần lại. Ví dụ thay vì là sáu, đây sẽ dùng con số ví dụ như sáu phẩy mười lăm đúng không sáu phẩy mười lăm này rồi sáu phẩy bốn rồi năm phẩy năm phẩy chín thế thì cái thủ thuật vừa rồi là vô tác dụng đúng không phải không ạ thế nên là các bạn phải hiểu rằng là tùy tùy bài thôi mình lúc nào cũng chỉ trông chờ vào cái thủ thuật này mặc dù mình biết để có lúc mình có, có, có thể dùng và làm cho nó nhanh hơn còn uh, khi chúng ta học khi chúng ta ôn chúng ta nên biết nhiều cách làm đồng ý nhưng cũng không nên nhiều quá theo đây thì chỉ cần biết hai nội dung này là đủ còn nếu uh, còn lại thì các bạn có thể sử dụng một số cái tham khảo thêm một số cái kỹ thuật khác uh, nhưng mà có một số thủ thuật là nó quá nặng về toán ví dụ một số uh, uh, các bạn mà theo cái uh, phương án của thầy uh, hoàng trung ở bên trường chuyên bến tre thì nó nặng về sử dụng kỹ thuật casio nếu bạn nào mà học tốt casio chắc là sẽ thích thích dùng nhưng thì đấy nó toán học hóa quá đúng không ạ ngoài ra một số bạn thì có dùng cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật dồn biến rồi một số quy đổi về petit tương đương vân vân thì cũng được nhưng thầy vẫn thích hai cách này hơn cả được ạ